Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios Air phiên bản 1.5 CVT. Chiếc xe này sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air số tự động sản xuất năm 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Còn chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios Air số tự động 2020 này bạn nhé. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios Air 2020 màu trắng này các bạn nhé. Nhìn về bên ngoài thì bạn thấy đây ạ, một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, cũng chưa có bị va chạm gì cả các bạn này. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là về cái phần nước sơn, về cái phần sườn bên phụ của chiếc xe đều rất đẹp luôn bạn nhé. Phần đầu, phần ba là sốc trước của chiếc xe đây đều rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, tất cả đều rất đẹp đây ạ. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Toàn bộ từ cụm đèn pha này. Đấy, cụm đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn này. Đấy, đều rất là mới, rất đẹp luôn này. Từ cụm đèn pha, logo, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, đèn gầm. Đấy, chiếc xe này có đèn gầm nguyên bản rồi. Và đều rất đẹp, rất là mới đây các bạn này. Đấy, đèn gầm. Đấy, và cái nắp móc kéo này, cái nắp móc kéo để xe kéo nhau đây, cái này nó đang bị rơi ra là tôi đang cất ở trong xe các bạn nhé. Cái nắp móc kéo này chứ không phải là mất đâu, còn nguyên bản đây, đều rất đẹp luôn nhá. Đây, về cái phần sườn bên lái các bạn xem đây ạ, phần sườn bên lái cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Dàn lốp còn rất dày này, dàn lốp rất dày luôn bạn nhé. Và phần ba lốp sau thì bạn thấy đây ạ, cái ba lốp sốc sau cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Nguyên bản từ cụm đèn pha này. Đấy, cụm đèn pha nguyên bản luôn bạn xem nhé. Đây là cụm đèn pha này, nguyên bản này. Logo rất mới luôn, toàn bộ từ những logo, chữ đều rất là mới luôn bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ từ màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, đủ cả rồi bạn này. Là ràng đúc rất đẹp luôn, dàn lốp thì còn rất là dày các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn xem này. Đấy, nội thất thì từ keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, táp bi cánh cửa nguyên zin. Từ táp lô cũng đều rất đẹp luôn nhá, nỉ trần chưa bọc này, nỉ trần còn nguyên này. Đấy, nội thất ghế da màu kem rất là sáng, rất là sang nhá. Và chủ xe cũng đã lót sàn 5D rồi này. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất này các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 quý vị các bạn nhá, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, phiên bản 1.5 CVT rất đẹp luôn. Đồng hồ công tơ mét thì lăn bánh được hơn 9 vạn km rồi đây các bạn này. Màn hình, camera lùi đủ cả luôn nhé. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái táp bi, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Toàn bộ từ keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa phía sau đều rất đẹp nhé. Cái này là chủ xe dán thêm này. Đấy, chủ xe dán thêm. Bên trong bên dưới này rất là mới này, bậc cửa cũng được dán này, lót sàn, trải sàn 5D đều có hết rồi các bạn này. Nội thất bên trong này rất đẹp luôn. Cái này là cái phủ táp lô này, bọc vô lăng này, tôi vừa mới tháo ra để tôi quay cho các bạn xem đấy nhá. Đấy, đều rất đẹp này.
của chiếc xe rất là mới luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị bạn cùng xem. Cốp sau thì quý bạn thấy đây ạ, toàn bộ từ keo chỉ cốp sau này nguyên zin. Đấy, keo chỉ cốp sau là nguyên zin hết luôn này, keo chỉ là nguyên zin luôn bạn nhé. Cốp sau đấy, những cái phần nỉ nhựa như cái nỉ cốp sau này đều rất là đẹp này, rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, và cốp sau bạn thấy đây ạ, chủ xe rất là cẩn thận này, những cái phần ốp này đấy, và lốp siêu cua đây các bạn này còn rất dày bạn nhé, lốp siêu còn rất dày và cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì ở cái khoang cốp sau này đâu. Đấy, cốp sau còn rất đẹp luôn bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa này, đấy, tắp đi cánh cửa này đều mới luôn bạn nhá. Đấy, cái tắp đi này đấy, toàn bộ những cái phần này là đều mới luôn này. Đấy, nội thất ghế da này đều rất đẹp luôn nhá, từ bậc cửa vào là đã thấy là chủ xe rất là cẩn thận rồi bạn ạ, rất đẹp. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước này, từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa này, toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô, đấy, vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ ngoài lề một chút là chiếc xe này là chủ xe là nữ đi các bạn ạ. Đấy, một bạn nữ đi cho nên là cái bọc vô lăng này, đấy, cái bọc khóa này, khóa thông minh, bọc này là màu hường, đấy, màu hường. Đây là chiếc xe này chủ nữ đi các bạn nhé. Và chủ xe đã độ thêm start top này. Đấy, chiếc xe này đã được độ thêm start top rồi bạn nhé, không còn phải dùng vặn chìa nữa mà dùng start top bạn nhé. Đấy, toàn bộ là sách hướng dẫn này, các thứ này còn nguyên luôn. Đấy, chủ xe đi rất là cẩn thận và giữ gìn bạn nhé, cho nên còn rất đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios e CVT 2020 này là một cái khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít và nha, và ở cái động cơ này 15 bánh hơn 9 vạn chuẩn thôi, cho nên là còn rất là mới này, từ ốc mặt máy còn nguyên zin này, đấy, số máy nét căng rất sạch sẽ luôn, ốc chân máy cũng còn nguyên zin luôn bạn này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhá, tất cả là còn nguyên zin và rất đẹp này, từ ốc cabo này cũng còn nguyên zin này. Keo chỉ cabo là còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin hết luôn mà nhá. Đấy, tất cả là còn nguyên zin. Đấy, và rất đẹp như này đây. Ốc cabo nguyên zin này. Ốc tai này. Ốc xương đầu này, tất cả còn nguyên hết luôn bạn xem nhé. Lỗ tròn vo luôn này. Đấy, những cái nút nở nhựa ở phần đầu này cũng còn nguyên zin hết này các bạn xem đây nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra ở cái khoang đầu này đâu bạn ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn ở chiếc xe này là động cơ nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios e phiên bản 1.5 CVT sản xuất năm 2020. Lăn bánh được hơn 9 vạn km các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios e 2020 số tự động này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá nhân chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios e CVT 2020 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.